Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng với chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Thưa quý vị, tuần vừa qua, số ca nhiễm COVID-19 mới có xu hướng tăng ở nhiều địa phương. Tại Hà Tĩnh, liên tiếp các ca mắc COVID-19 được phát hiện trong cộng đồng ở các địa phương như là thành phố Hà Tĩnh và các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh đã cho thấy dịch đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp các ngành, các địa phương cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường giải pháp để ngăn chặn dịch lây lan rộng. Và chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ cuộc hồi hương đầy gian truân của người dân từ các tỉnh phía Nam về miền Trung và phía Bắc trong những ngày tháng 9, tháng 10 vừa qua. Và những ngày vừa qua thì người dân ở thành phố Đà Nẵng khi ghé vào địa chỉ 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đều rất xúc động trước những kỷ vật tình người có 102 của những người về quê chiến dịch COVID-19 để lại khi đi ngang qua thành phố này. Đó là những chiếc xe máy cũ hay là những xe máy hư hỏng được trưng bày tại hội quán của câu lạc bộ xe bán tải thành phố Đà Nẵng. Mỗi một kỷ vật có gì đặc biệt, mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip tổng hợp ngay sau đây. Sau khi phát hiện các ca bệnh, ngành y tế đã phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương, thần tốc truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch. Song song với công tác xét nghiệm theo quá trình truy vết từ các ca bệnh, thị xã đã nhanh chóng tổ chức test nhanh sàng lọc có trọng điểm tại các xã phường. Các lực lượng chức năng đã truy vết được hơn 2.000 F1, 4.000 F2 liên quan đến các ca bệnh, tổ chức test nhanh cho trên 19.000 người và xét nghiệm real-time PCR gần 6.000 mẫu để kịp thời phát hiện các nguy cơ. Cho đến nay, các địa phương đang rất nỗ lực chạy đua với thời gian để khoanh vùng dập dịch. Nhận định của ngành y tế, việc xuất hiện các ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn lây liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa điểm lĩnh vực như các cơ sở kinh doanh, trường học có thể khiến cho tình hình dịch bệnh trên địa bàn ở nhiều địa phương tỉnh Hà Tĩnh diễn biến phức tạp hơn nếu không có sự cảnh giác. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đề nghị các địa phương thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ, áp dụng các biện pháp tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng các phương án cách ly, đáp ứng tình huống dịch, tiếp tục test nhanh đối tượng có nguy cơ cao, giám sát quản lý chặt các nhà thuốc, cơ sở y tế tư nhân, phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng ho, sốt để lấy mẫu kịp thời. Trong công tác điều trị hiện nay, các địa phương ở Hà Tĩnh còn kích hoạt các khu cách ly để tiếp nhận cách ly, điều trị khi số lượng bệnh nhân tăng lên. Anh Lê Văn Toàn là trưởng ban sự kiện câu lạc bộ bán tải Đà Nẵng cho biết, khi đoàn người vượt đèo Lò Xo tỉnh Kon Tum dọc theo đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Quảng Nam để đến đèo Hải Vân thành phố Đà Nẵng, đã có nhiều chiếc xe cũ bất ngờ chết máy và sau đó may mắn được các nhà hảo tâm trao tặng xe mới. Được tặng xe mới, có người đã xúc động bật khóc như trẻ thơ. Có xe mới, chủ nhân của chúng gửi tặng lại hội quán xe cũ và xe hư làm kỷ niệm. Cái bạn ấy mà nó là ở Nghệ An, cái bạn vào Bình Dương thì bạn ấy là mới ra 3 tháng anh chưa có việc. Đó, khi bạn về là không có tiền về, không có xe về. Thế là trong xóm đó, bạn kể lại, người dân trong xóm nó có một người buôn ve chai. Dạ. Tặng lại cho anh cái xe này. À. Đó, để anh đi về. Đi về khi mà đi về đến Đà Nẵng thì lại gặp anh em tôi ủng hộ và anh em tôi tặng lại cho bạn xe ấy rồi gửi lại như thế này. Cái này có đặc biệt là có mũ, có là nguyên bản này, có những cũ nguyên bản của người ta này. Có một cái đôi dép nữa nhưng mà không biết là nó ai đã lấy nó đâu. Có một đôi dép, có mua họ dép mới. Dạ. Chỉ đôi dép. Còn cái xe này thì cũng đặc biệt. Xe này thì các bạn người ở Trung Tào, Bình Biên. Dạ. Bạn này không biết chữ luôn. Bạn không biết chữ luôn. Rất là tổ. Sau khi gom những chiếc xe cũ nát, câu lạc bộ xe bán tải thành phố Đà Nẵng đã trưng bày chúng như những kỷ vật vô giá. Tại hội quán, mỗi chiếc xe máy được gắn với một cột mốc ghi nhớ hành trình của chủ nhân chiếc xe. Đó là bà con phải nằm bờ nằm vật giữa đường và đặc biệt là phụ nữ trẻ em, người phụ nữ mang bầu, người già và những người bị tai nạn và rất nhiều xe không thể hoạt động được nữa. Đó, hư hỏng dọc đường thì thực sự mình chỉ có bốc lên xe bán tải hoặc cái xe tải để chở bà con đến đó, rồi bà con phải không biết là ở Huế hoặc ở tỉnh khác có được chỗ ở hay không, bà con về
thì sau khi có những hình ảnh nó lan truyền ở trên mạng xã hội thì được một số mạnh thường quân họ mới kết nối với câu lạc bộ và họ mong muốn những cái trường hợp nào mà xe không thể đi được hoặc là trẻ phụ nữ mang thai hoặc là trẻ em không đủ an toàn lưu thông thì họ đã tặng một chiếc xe mới đấy. Thì đó là anh Hứa Hà Phương. Hứa Hà Phương thì sau đó thì bắt đầu chúng mình khi đi xe thấy xe nào mà khó khăn thì bắt đầu mình kết nối đó. Thì sau khi trao cho bà con chiếc xe thì cái chiếc xe còn lại thì nó cũng hư hỏng rồi, nhưng mà với một người xa quê rất là vất vả nên là mình hiểu được cái ngoài cái khó khăn về cái thể xác, về cái nhìn đói rồi đi mấy chục cây số rồi mưa ướt sũng thì cái đó nó không bằng cái mà họ mất cái niềm hy vọng, đó là khi ra quê là họ đã khó khăn rồi, ở quê thì họ muốn rời quê hương để tìm một cái gì mới hơn ở thành phố, đó họ tìm một cuộc sống khác hơn, nhưng quay vào họ phải trở về trong một cái sự cực ngã, tức là một cái sự gì đấy mình gọi là mất hết niềm tin ước mơ khi mà rời quê, thì không biết sau này họ có đủ sức lực đủ tinh thần để họ tiếp tục tìm một cái cuộc sống mới mưu sinh hay là phải chấp nhận một cuộc sống khó khăn ở nơi quê. Vì mình thấu hiểu được cái đó và mình muốn giữ lại, muốn giữ lại để là luôn luôn nhắc nhở bản thân cũng như là muốn kể lại cho những thế hệ sau hoặc là những cái người mà họ không có dịp và không có cơ hội để chứng kiến cái cuộc hành trình của bà con này biết được. Theo anh Lê Văn Toàn, đối với kỷ vật là những chiếc xe máy cà tàng, trong tương lai, câu lạc bộ bán tải Đà Nẵng mong muốn trong ngày hội xe bán tải kết nối ba miền được diễn ra hàng năm sẽ đưa ra đấu giá. Số tiền đấu giá được sẽ tiếp tục dùng làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn. Cái chiếc này là bạn ấy là khi đến đèo xong đó xe thì bắt đầu nó bị hư rồi là mình không thấy được, nhưng mà khi anh em lên hỗ trợ thì phải bốc cái xe này lên xe bán tải trở về, người thì cũng về theo, và sau đó thì ấy cũng trao đổi và được cho tặng xe mới đấy, tặng cái xe mới. Thì tất cả những các bạn mà được tặng xe này ấy, ngoài tặng một cái xe Sirius mới ấy, thì tặng thêm 2 triệu để về làm cái thủ tục đăng ký xe này. Đó, đây là chiếc xe cũng rất là nhiều người trên mạng xã hội biết cái xe này. Chiếc xe này nó có một cái manh nữa này, nhưng mà khi vận chuyển nó bị bể, thế là sao nó tháo ra. Đó, đây là chiếc xe này là bị gãy cổ trên đèo, như anh nói thì cũng không ảnh hưởng về nhiều lắm, về người lắm, nhưng không thay đổi. Đặc biệt là dưới kia có một chiếc con mũ bảo hiểm và còn đôi dép của họ mình còn giữ lại luôn. Đấy. Đó, còn những xe này thì họ lấy bớt đồ nghề, đồ đó hết ra rồi. Còn lại thực sự là nó là nguyên bản. Kỷ vật tình người trên từng km của đoàn người hồi hương giờ đây được gìn giữ ở thành phố Đà Nẵng như một minh chứng rõ nét nhất về tình đồng bào. Giữa lúc hoạn nạn khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 thì tình người ấy lại trỗi dậy, kết nối những người con Việt Nam với nhau, và nhiều câu chuyện nhân văn đã được lưu giữ ở thành phố này. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua các tỉnh miền Trung phải hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt và sạt lở, và thậm chí là người dân còn bị cô lập. Thực trạng này đã xảy ra tại Quảng Ngãi. Cụ thể là trên đường DT624 là con đường độc đạo nối từ xã Ba Thành qua xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. Hiện trên tuyến đường này có rất nhiều đoạn bị hư hỏng nặng, không thể lưu thông, khiến cho hơn 60 hộ dân vẫn sống trong cảnh bị cô lập. Còn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì hiện nay có tất cả 31 hồ chứa nước, gồm 28 hồ thủy lợi, 3 hồ thủy điện. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, tỉnh này đang tiến hành sửa chữa khắc phục những điểm sói lở, sụt lún nặng tại 3 hồ thủy lợi lớn. Trước đó, tại kết luận cuộc họp về công tác sửa chữa các hồ đập đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất về chủ trương sử dụng nguồn kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi kết dư năm 2021 để khắc phục, sửa chữa tạm thời các hư hỏng của 3 công trình, gồm có hồ chứa nước Đá Bàn, hồ chứa nước Hoa Sơn, hồ chứa nước Suối Hành.
Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa hoàn thành việc sửa chữa và khắc phục trước mùa mưa bão năm 2021. Và sau đây sẽ là phần tổng hợp. Nhiều ngày qua trên địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và rất to. Nước lũ đã gây sói lở và hư hỏng đường DT624, gây khó khăn cho người dân nơi đây khi lưu thông. Cầu Hy Long bị sụt lún đường đầu cầu bên phía xã Ba Điền. Nước ngập đã gây chia cắt và cô lập 63 hộ dân. Người dân vô cùng khổ sở. Bữa thứ hai nó sọt là hầu như là thì đó ít không được đi luôn, hay cào hay cào đi, nói chung là giao lưu qua xã không được, chỉ đào xã bây giờ làm nhà em ấy ở chứ bữa đầu tiên là không đi được, con cái cháu chát đồ đi học là không có đi, xin đồ đi học không được, là nhà em là hầu như là trung tâm đi gửi xe thôi, đi bộ hết, nhưng mà công tác của xã thì rồi hết không qua lẽ hết. Thì xe sạt lở cầu á là đi ban dân xã để phân công lực lượng công an quân sự chốt chặn hai đầu cầu để không để bà con đi lại là nguy hiểm tính mạng, như là để bà con đi lại cái cầu dân sinh đi bộ và xe máy, còn phương tiện là không được đi qua lại. Rồi sau đó ủy ban dân xã đã báo cáo về huyện, huyện đã chỉ đạo ủy ban dân xã để sửa chữa tạm để cho bà con qua lại. Rồi thứ hai đối với huyện để đề nghị huyện để có bố trí nguồn kinh phí như là sửa chữa sớm nhất cho bà con bị cô lập hai thôn để có lưu thông hàng hóa. Ngoài ra trên địa bàn huyện Ba Tơ còn nhiều công trình khác bị hư hỏng nặng nề. Theo ông Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, tổng thiệt hại về đường giao thông do mưa lũ gây ra trên địa bàn ước tính hơn 14 tỷ đồng. Dự báo trong vài ngày tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, nên nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi là rất cao. Huyện Ba Tơ cũng đã chủ động lên phương án ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Theo đó, riêng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa có nhiệm vụ quản lý, khai thác vận hành 18 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, với tổng dung tích theo thiết kế 212 triệu mét khối. Theo công ty này, do ảnh hưởng của mưa lũ với cường độ lớn trong những năm gần đây, một số hồ nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh xuất hiện sụt lún mái, hạ lưu đập, sói lở cục bộ, nguy cơ mất an toàn giao thông công trình. Trong đó, đối với 3 hồ chứa nước ở Hoa Sơn với dung tích 19 triệu mét khối, hồ Đá Bàn 75 triệu mét khối và Suối Hành gần 9,5 triệu mét khối cần thiết phải sửa chữa ngay. Đối với hồ Đá Bàn, mái hạ lưu đập hồ chứa này xuất hiện nhiều hố xối, sụt lún lớn nhỏ, đe dọa trực tiếp đến an toàn hồ chứa. Mái hạ lưu bị xối lở, lún sụt, phạm vi xối lở từ cao trình cộng 34,5m đến cao trình cộng 60m. Tương tự hồ Hoa Sơn, mái hạ lưu hồ chứa xuất hiện nhiều hố xối lở sâu, sụt lún, phạm vi xối lở từ 7m đến cao trình 28,5m. Còn hồ chứa nước Suối Hành, đoạn gần vai Hữu Tràn, dài khoảng 25m, mái đập bị xói cục bộ, một số rãnh tiêu nước bị hư hỏng. Ở vị trí vai Hữu Tràn xả lũ tại khu vực tiếp giáp với hầm chứa xuất hiện lún sụt, đường bên tràn khoảng từ 7 đến 10cm. Hiện đơn vị này đang tiến hành sửa chữa sạt lở, lún sụt ở mái hồ Đá Bàn, hồ Hoa Sơn dự kiến ngày 20 tháng 11 sẽ hoàn thành. Còn hồ Suối Hành dự kiến hoàn thành sửa chữa vào ngày 30 tháng 11. Theo ghi nhận, tại hồ thủy lợi Đá Bàn xuất hiện nhiều rãnh sói lở, nhiều khu vực sụt lún sâu, hở hàm ếch tại phía mái hạ lưu. Mái hạ lưu đập hồ Đá Bàn được làm bằng đất bên trong và được bọc bằng khối đá hình lục giác. Các công nhân đang tiến hành móc tách lớp đất đá rồi khắc phục sửa chữa những nơi bị hư hỏng cũng như sụt lún. Tiếp tục chương trình là những phản ánh dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ở những vùng đồng sâu nước cạn thì việc đi chợ mỗi ngày của người dân cũng khó khăn, hoặc là đi một lần dùng cho vài bữa thì đồ ăn cũng không còn tươi ngon nữa. Nắm bắt được điều này, một thanh niên ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã cải tiến xe tải thành sạp hàng di động, mỗi ngày đi được hàng trăm cây số đến với những nơi vùng sâu vùng xa. Đi đến đâu thì chiếc loa giao hàng của anh lại vang lên chào mời với đầy đủ thông tin về mặt hàng, giá cả. Tiếng loa báo cho mọi người rằng xe tạp hóa đã tới, từ người lớn đến trẻ nhỏ tha hồ lựa những món hàng mà mình ưa thích.
tại Đắk Lắk, gần 10 năm qua, nhiều hộ dân sinh sống tại thôn 8, xã E Mơ Nang, huyện Cư Mơ Ga may mắn có nguồn nước dồi dào để sinh hoạt, tưới tiêu nhờ có nguồn nước từ những chiếc giếng tự phun. Và trong đó thì gia đình của bà Hoàng Thị Lanh là hộ khoan được chiếc giếng phun trào nước mạnh và nhiều nước nhất khu vực này. Theo dõi chương trình tuần vừa qua, chắc hẳn là nhiều quý vị khán giả đã ấn tượng với chú gà tre chỉ thích ngủ võng và tắm xà phòng ở Đồng Tháp. Đuôi gà tre làm cảnh là một thú vui tao nhã đã tồn tại rất lâu tại Việt Nam. Thế nhưng gà ngủ võng và tắm xà phòng còn ăn gạo lứt nữa, nếu như không tận mắt chứng kiến thì khó lòng mà tin được. Mời quý vị cùng về huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu thực hư về câu chuyện của chú gà kỳ lạ, độc nhất vô nhị này qua phần tổng hợp sau đây. Hàng ngày, anh Nguyễn Văn Đẳng, 26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Cuối, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, cùng chiếc xe tải tạp hóa của mình đi gần 100 cây số mỗi ngày để bán hàng cho bà con trên đường quê, xa chợ. Không cần thuê mặt bằng mà còn vận chuyển được hơn nửa tấn hàng hóa như cái chợ thu nhỏ di động, len lỏi khắp các miền quê, giúp anh Đẳng có thể kiếm được hơn 1 triệu đồng mỗi ngày. Cái xe tải này chi phí nó gấp 3-4 lần xe máy. Nhưng mà cái lợi nhuận nó cũng nhiều hơn. Thu nhập bình quân mỗi ngày khoảng vài trăm, 600-700 cũng có, tùy theo là mình bán đồ hết hay là không, còn hay là hết luôn á. Chi phí để đầu tư vào chiếc xe của anh khoảng 130 triệu đồng, chưa kể tiền rau củ quả và chiếc loa giao hàng đặc biệt. Đi đến đâu là bà con đều biết được chợ của anh đang đến, bán gì, giá bao nhiêu. Tiếng loa báo cho mọi người rằng xe tạp hóa đã tới. Mỗi chặng anh dừng xe chừng 15 phút cho khách hàng lựa chọn. Tiện lợi lắm, tại vì tôi không biết chạy xe. Qua đây thì mua cũng đủ đồ, mà nó bán thì cũng được như ở chợ vậy à. Mình khỏi mất công đi chợ. Hàng hóa của anh tươi mới mỗi ngày, đa dạng. Trên thùng xe, từ gạo, ngô, rau củ, thịt cá, hoa quả, bánh kẹo, đến mắm muối, không thiếu thứ gì. Chẳng khác gì một hàng tạp hóa di động phục vụ cho bà con vùng quê. Giá cả cũng phải chăng nên anh có nhiều mối ruột và các bà nội trợ thôn quê cũng ủng hộ bởi sự thuận tiện, đa dạng của tiệm tạp hóa này. Cũng như xưa ở đây bán cái hàng, giờ cũng như có đường lộ rồi, có xe thuận tiện thì người ta bán xe tải mình mua thuận lợi hơn kia hả. Đỡ không công ra chợ về dịch bệnh đồ này kia, dưới đây bán bằng ngoài chợ ra. Nhờ sự sáng tạo và nắm bắt tâm lý người mua hàng, anh Đẳng có thu nhập khá và người dân vùng quê cũng có nhiều mặt hàng tiêu dùng, không cần lặn lội đi chợ đường xa. Thị trường của anh Đẳng là những ấp xa trung tâm, xa chợ. Dù vậy nhưng giá cả anh bán có khi còn rẻ hơn cả ngoài chợ. Vì thế mà khách ngày một đông. Chẳng cần máy bơm hay bất kỳ loại máy móc nào tác động, nhiều năm qua, chiếc giếng kỳ lạ của gia đình bà Hoàng Thị Lanh ở xã E Mơ Nang, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk vẫn luôn đầy nước, tự phun trào bất kể ngày đêm, trở thành hiện tượng lạ được nhiều người trong vùng biết đến. Không cần bơm, bây giờ mùa mưa là ồ vậy á. Ở thôn 8, xã E Mơ Nang, huyện Cư Mơ Ga, có nhiều hộ gia đình cũng sở hữu những giếng nước tự phun trào kỳ lạ này, nhưng giếng của gia đình bà Hoàng Thị Lanh là nổi tiếng nhất, bởi đây là nơi nước nhiều và tự phun mạnh mẽ nhất. Bà Lanh cho biết, mặc dù thành miệng giếng cũng được xây cách mặt đất khoảng 50cm, nhưng nước vẫn tự phun lên ào ạt. Cách đây nhiều năm, gia đình bà Lanh bắt đầu khoan giếng nước này. Nếu như các hộ dân khác chỉ cần khoan khoảng vài chục mét đã có nước, thì bà Lanh phải khoan tới 60 mét mới có lượng nước phun lên mạnh và nhiều đến thế. Vì giếng tự phun trào quá mạnh, nên dù gia đình đã cắm ống dẫn nước ra vườn, thì lượng nước tuôn ra ở miệng giếng vẫn rất lớn, không có cách nào để giữ lại. Cũng vì thế mà gần chục năm qua, rêu xanh bám quanh giếng rất nhiều, khiến khu vực xung quanh dễ trơn trượt, gia đình khó sinh hoạt gần giếng. Nước có bao giờ là cạn không? Không bao giờ cạn. Nước này lên nhiều lắm. Không có năm nào cạn đâu. Mùa khô để hút thuốc một tí rồi. Khoan xong là lại run lên luôn chứ. Khoan xong là tới mùa mưa là có nước liền. Nước tự liên vậy liền. Năm nào cũng vậy ạ. Vì không cần phải tích trữ nước để phục vụ tưới tiêu, nên bà Lanh cho nước men theo rãnh mương chảy thẳng ra ngoài đường. Cứ thế, con đường trước nhà bà Lanh luôn luôn có nước chảy đều hàng năm. Cây cỏ quanh đây cũng xanh ngắt quanh năm vì dư thừa nguồn nước.
Ngoài giếng nước của gia đình bà Lanh thì thôn 8, xã Ea Nang, huyện Cửm Nga cũng có thêm một số giếng nước tự phun trào khác. Không phun trào mạnh mẽ như giếng của nhà bà Lanh, giếng của gia đình bà Nông Thị Nè chỉ cần có một ống dẫn nước thì miệng giếng sẽ không bị tràn. Với công việc sinh hoạt hàng ngày, bà Nè đều sử dụng nguồn nước từ chiếc giếng này mà chẳng cần phải tốn tiền mua máy bơm hay tiền điện. Theo bà Nè, chiếc giếng khoan này đã được hơn chục năm nay, giếng sâu khoảng 45 mét, nước trong giếng không bao giờ cạn, mùa khô chỉ rút nước lại ít hơn so với mùa mưa. Tận dụng nguồn nước có sẵn, năm nào gia đình bà Nè cũng nuôi hai đàn vịt từ lớn đến nhỏ, hết lứa này bán được thì bà lại nhập thêm lứa khác để nuôi. Nhờ có nước tự phun từ giếng lên mà bà có thêm thu nhập từ việc chăn nuôi. Cách đây 2 năm, anh Nguyễn Chí Đức nhìn thấy chú gà tre với bộ lông trắng mút đẹp mắt nên đã quyết định mua về, đặt cho nó cái tên là Trắng và cho chơi cùng các con. Sau một thời gian, chú gà trở nên mạnh dạn, không lạ người, quấn quýt các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với con gái lớn của anh Đức. Bất cứ lúc nào, chỉ cần em Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên ôm và vuốt ve, chú gà đều ngay lập tức ngủ với một tư thế khó hiểu, khiến ai cũng bật cười. Ngủ là nó lật ngửa, nó ẩm trên tay, nó cũng ngủ. Để dưới gạch nó cũng ngủ, để trên võng nó cũng ngủ. Vậy đó. Chứ mình phần mình thấy nó dơ, mình tắm đó. Tắm nó xà bông thơm của mình đó. Tắm nó đứng yên như mình tắm à. Nó không có dãy mà nó không vậy chứ á. Chú gà kỳ lạ này nặng 2,1 kg, chỉ ăn gạo lứt, không chịu ăn lúa hay thức ăn công nghiệp, và đặc biệt là như hiểu được tiếng người, hay nghiêng đầu lắng nghe và làm theo lời chủ. Đồng thời Trắng cũng có những thói quen, tâm tính như con người, thích được cưng nựng, vuốt ve, được mang đi uống cà phê, được vui đùa với các thành viên trong gia đình. Chừng nào mình tắt đèn hết trơn á, rồi mình ngủ rồi nó mới ngủ. Nó cũng mến như là thành viên gia đình vậy đó. Chứ mình thấy gì thấy nó khác mấy gà kia, mình thấy gì mình cưng á. Nhiều người xung quanh trầm trồ, ngỏ ý đưa ra giá cao để mua lại gà của anh Đức. Thế nhưng tiền thì dùng mãi cũng hết. Cả gia đình anh, ai cũng mến tay mến chân với nó, nên dù bao nhiêu cũng không nỡ bán đi. Nó không chỉ đơn giản là một con vật nuôi hay thú cưng, mà còn là một người bạn, một thành viên nhỏ của gia đình. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhanza@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.